Đây là hóa đơn mua vào số 1254 ngày 8 tháng 1 với nội dung là tiền điện chưa thanh toán cho nhà cung cấp bởi vì đằng sau hóa đơn thì không có phiếu chi đi kèm. Do đó tôi sẽ hạch toán che trên công nợ 331. Đối với hóa đơn tiền điện này thì vừa dùng cho văn phòng và vừa sử dụng điện cho các lớp học. Do đó ở đây tôi sẽ chia theo tỷ lệ là điện dùng cho văn phòng chiếm 30% tổng tiền chưa thuế. Còn điện dùng cho bộ phận các lớp học thì sẽ chiếm 70% tổng tiền chưa thuế. Còn trên thực tế các bạn chia cho các phòng ban như thế nào thì tùy từng đơn vị. Miễn sao tổng doanh thu của từng dịch vụ và chi phí của từng dịch vụ thì doanh thu lớn hơn chi phí là được. Cũng tương tự như hạch toán hóa đơn về nước sạch thì tiền điện chúng ta cũng sẽ vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa chọn 20 hàng trong nước không qua kho nhưng chọn chưa thanh toán tại tab chứng từ ghi nợ chúng ta chọn là điện lực nếu như mà chưa có mã điện lực thì các bạn phải nhấn dấu cộng để thêm còn có rồi thì các bạn tích chọn luôn diễn giải tôi ghi là tiền điện các bạn lưu ý phải chọn đối tượng ở bên tab chứng từ ghi nợ thì phần mềm tự cập nhật xuống tab hóa đơn còn nếu như các bạn chọn mã nhà cung cấp ở bên tab hóa đơn trước sau đó mới lên chứng từ ghi nợ để hạch toán thì phần mềm không cập nhật mã nhà cung cấp lên phần nhà cung cấp tại táp chứng từ ghi nợ cho các bạn nên các bạn lưu ý. Ngày hạch toán ngày chứng từ là ngày 8 tháng 1. Đối với lại tiền điện mà dùng cho bộ phận ở văn phòng thì tài khoản chi phí sẽ là 6422 theo thông tư 133 hoặc 427 hoặc 428 theo thông tư 200. Tiền điện dùng cho bộ phận các lớp học tổng hợp chi phí tính giá thành thì tài khoản chi phí là 154 theo thông tư 133 hoặc 6277 hoặc 6278 theo thông tư 200. Nợ tài khoản 1331 và có tài khoản 331. Số lượng ở đây tôi sẽ điền là 0,3 tức là tương ứng với 30%. Tổng tiền điện chưa bao gồm thuế là 7 triệu 520 321 đồng. Và tổng tiền điện của bộ phận lớp học tôi sẽ chọn tỷ lệ là 0,7 tương ứng với 70%. Phần mềm sẽ tự tính ra thành tiền cho các bạn và chúng ta sang phần thuế chọn phần trăm thuế giá trị gia tăng theo như ở trên hóa đơn. Hóa đơn bao nhiêu phần trăm thì các bạn chọn từng đó phần trăm. Sau đó sang phần thống kê vì ở đây tôi hạch toán nợ tài khoản 154 nên tôi phải chọn khoản mục chi phí là sản xuất chung mua ngoài dùng cho lớp học còn đối với tiền điện dùng cho văn phòng nợ 642 thì tôi sẽ không cần phải chọn khoản mục chi phí nữa trường hợp nếu như các bạn hạch toán nợ tài khoản 621 hoặc 627 thì các bạn cũng không cần phải chọn khoản mục chi phí bởi vì thông tư 200 thì tài khoản 621 627 là chi tiết từng khoản chi phí rồi sau phần hóa đơn các bạn điền số hóa đơn vào 1254 Đáp số 1254 kiểm tra tổng tiền hàng tiền thuế và tổng tiền thanh toán bằng tổng tiền thanh toán ở trên hóa đơn rồi thì các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán cất xong chúng ta nhấn đóng lại phần mềm cập nhật chứng từ trong phân hệ mua hàng tác mua hàng hóa dịch vụ chuẩn kỳ các bạn cần xem và nhấn lấy dữ liệu và đây chính là chứng từ tiền điện tôi vừa hạch toán nếu như hạch toán sai thì các bạn click mở chứng từ ra nhấn bỏ ghi và nhấn sửa sửa xong thì chúng ta nhấn cất. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về hạch toán hóa đơn về tiền điện trên phần mềm Misa.